Sơn lót nha anh em nhá. Không phải bóng nha, lót anh em nhìn biết này. Đấy, mình chia sẻ cho anh em cách pha màu bóng nhá, đối với O7 này nhá. Sơn cho đồ gỗ cao cấp luôn. Cách tỷ lệ này, tỷ lệ khung đấy anh em nhá. Nhiều khi anh em bảo là rất là nhiều anh em điện về hỏi bảo là bỏ pha tỷ lệ nhưng mà nó chết chậm đúng không ạ? Sơn nó chết chậm. Cái này là nó chỉ là một cái tỷ lệ khung anh em đọc thì anh em nhìn xong rồi anh em pha, chứ còn chúng ta pha thì anh em cứ làm quen rồi tay thì làm được, còn các anh em mới thì anh em lưu ý ở đây nó có tỷ lệ 2 này 1 3, thì anh tốt nhất là anh em pha là 2 2 3 2 2 3 nha anh em nhé. Đối với mùa đông lạnh như thế này nó chết chậm này. Nếu mà anh em nào muốn để nó độ thấm tốt thì anh em pha 2 1,5 3 là tỷ lệ tốt nhất, đẹp nhất. Thách thức mọi nhiệt độ luôn, nhiệt độ nào thì nó cũng khô này, trong cái thời gian của nó này. Đây là chất làm cứng nha, còn cái kia đang đổ bóng này. Còn xăng để rót tan nhanh, nhà bác nào có điều kiện thì các bác mua cái xăng O7 này đây. Thì pha nó tan nhanh mà nó đều, phun nó đẹp. Đây tỷ lệ đây, anh em đang pha đây. Nhưng mà anh em lưu ý là pha bằng cái xăng này nhá, thì không phải là 2 1,53 đâu nhá. 2 1,52 thôi nhá. Với cái xăng này ấy. Đây cho tớ mượn cái hộp để tớ chỉ lại này. Đối với cái xăng này nhá anh em nhá, đọc. Làm nghề thì anh em nào biết rồi thì sợ bỏ qua video nhá, còn anh em nào chưa biết thì tốt nhất là nên xem và nghe cho nó kỹ. Cũng là miếng cơm manh áo đây, nên là không phải ai cũng dễ dàng chỉ cho ai, nó mình thì mình chỉ hết. Đây đối với cái xăng này mà kết hợp nhá, thì anh em pha là 2 bóng 1,5 cứng 2 xăng. Đây anh em nhìn thấy không, phải cứ theo công thức này đâu nhá. Theo công thức này tí pha bảo chết chậm bám bụi thì lại bảo là thằng này thằng nọ nó hướng dẫn vào ném gạch đá mất công. Đồ bao kia để lắc lấy cái kia kìa. Cái bóng. Đồ luôn cũng được. Cho một tí màu cho nó sáng. Sáng màu. Làm quen thì anh em mới ướm được. Ui đồ ghé khéo khéo. Đấy đồ ghé khéo khéo. Đấy. Anh em đừng rời khỏi màn hình nhé, mình sẽ hướng dẫn anh em khuấy như nào cho nó đều nhé. Anh em khuấy cảm thấy cái tay mà người làm quen rồi thì khi khuấy thì nó sẽ cản một tí chứ không phải là lỏng lèo như cháo loãng rồi nhé. Sau đó ra kia là sẽ thử bằng súng, bằng bếp này. Đấy, làm đều như bọn tôi làm quen rồi. Từ năm 2006 đến bây giờ rồi, năm nay 2021 rồi. Đúng ngày hôm nay bước sang 2021 ngày 1 mà. Bằng đấy năm làm việc rồi nên là cũng không thèm mà bỏ dấu anh em làm cái gì. Đấy tí nữa ra kia anh em sẽ cho vào súng và thử test nó nhá. Còn bây giờ là pha là đợi anh em cứ lưu ý là cái tỷ lệ khung này nó người ta là khung thôi. Người ta cũng nghiên cứu rồi nhưng mà nó là khung thôi, mình muốn nó đẹp hơn thì mình 2 bóng 1,5 cứng 2 xăng thôi nhá, đối với xăng này nhá. Còn đối với xăng thường kia là phải cho 3.
Sang này nó không lạnh mà nó tan nhanh hơn, nó nặng hơn. Anh em cứ làm nghề đơn giản, lưu ý ba cái này là được. Đây anh em lưu ý nhá, ở những cái đồ mà nó đồ cổ từ 1985 này, anh em lưu ý nhá là chúng ta phun nhá, để nó đạt cái độ để mà đạt được cái độ bóng cao nhất ấy, anh em thứ nhất là anh em phun đi rồi anh em sẽ phun lại lần hai để tốt nhé. Thế này lót, anh em lót hai lần rồi lót cho nó để mà nó có đạt hiệu quả cho cái nền tốt nhất. Tại vì cái gỗ này nó, anh em biết rồi, đọc 1985 thì mình cũng không phải giới thiệu nhiều. Đấy, sau khi chờ bác ấy bác phun xong thì em sẽ cho góc máy lại gần để các bác kiểm nghiệm độ bóng nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy độ phủ của nó nhé anh em nhé, đây này rất là bóng luôn. Đấy, anh em làm một khối lượng cái công việc rất là nhiều rồi. Còn đối với cái cây lát bên này này, cái cây lát bên này, cái này gỗ đinh nhá. Đấy anh em lưu ý, anh em để ý, không biết là máy quay nó góc như nào nhưng nó rất là bóng luôn. Đấy, mình soi các chiều để anh em tiện anh em nhìn đây này. Đấy, bóng nhắn, bóng soi gương luôn đấy, độ bóng cao. Đây một khối lượng công việc rất là nhiều đây, anh em xếp đây đằng kia này. Cái cất trong nhà này là hoàn thiện rồi đây này, anh em xem này. Đây đồng chí đang cất đi đây này, để tránh cái bụi nó bay vào. Cái này là chưa, cái này chưa đánh lót, là tí nữa mình sẽ đánh lót. Đây còn bộ này vào tốp rồi này, bóng nhắn luôn. Đây anh em nhìn ở trong nhà tối nhá. Đây mình bật đèn led để thử soi này. Đấy anh em thấy không, quá rực rỡ, bóng nhẵn luôn, đẹp. Đây đồ cũ chứ không phải đồ mới nha anh em nhá, nên anh em mới đi làm nghề là để ý. Chào anh nhá. Đây nhá anh em xem nhá, cái để đối với cái này thì lát nữa mình sẽ lấy một đoạn của các cái cánh hoa để cho anh em sẽ kiểm nghiệm cái độ bóng và cái độ lên vân của nó. Đấy anh em thấy nó lên vân hoa đẹp chưa. Mình quay ở ngoài trời nó hơi chói anh em nhé. Đây nó lên rồi. Nhanh tay tí anh em nhé, đều đều nhé anh em nhìn không. Lên đẹp chưa đây, để mình lấy gần. Quay ở ngoài trời nên nó chói quá. Nhưng mà đẹp, rất đẹp luôn. Đấy nhìn thế. Đây anh em xem hai cái cánh này nhá, anh em lưu ý cái đồ gỗ đinh ấy mà nó cái loại nó chun ấy, thì chúng ta phun nhanh tay hơn mà nhẹ tay thôi, để làm sao để cái vân hoa của nó thể hiện lên hết được cái độ bóng nó đều. Anh em xem nhá, thổi sạch bụi đi, sau đó chúng ta sẽ tiến hành là phun. Đây đối với cái cánh này đi, thấy không? Ta lưu ý là đấy, vun đều đều lại tay lên. Đấy, đẹp chưa? Đâu ghé ghé một tí cho đỡ tớ. Đấy đấy đấy, đấy nhìn thế, nhìn nó không ra lộn lộn vào người tí lộn. Nó chói ở ngoài đấy, nhìn nó. À cái bóng đầu của mình má thật. Thế này, như thế này, như thế này nhìn mới được này anh em này, vân này. Bóng chưa? Phủ dày. Ôi cảm ơn anh em nhá. Đây này một khối lượng công việc còn nhiều lắm. Kia trong kia kìa, bao nhiêu là những cái giường cái giếc còn cuối năm rồi. Nguyễn là mày bò ra và đánh hả Nguyễn? Chết. Đây để xem cái cánh, nốt cái cánh này xong kết thúc video đây. Anh em nhớ để lại một lần đăng ký nhá, một lần like để đón xem, lần sau mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái sơn mờ nhá. Lần sau là sẽ clip sau sẽ sơn mờ này. Bây giờ cuối năm mà không có thời gian để ấy nữa. Sang năm 2021 đi, để hướng dẫn anh em sơn mờ nhé, cho đồ cũ nhé, cái này đồ từ 1985 rồi đấy. Đây là gỗ lát giá đồng nhé anh em nhé. To
người ta gọi lát ra đồng, lát ra đồng ấy, mà cái này từ đời 85 đến bây giờ mấy chục năm rồi, mà càng lâu này thì bây giờ làm lại mới thấy nó lên cái men đẹp đúng không? Đẹp nhỉ, nhìn cái thớ chuồn sóng đôi cho phép đấy. Đấy, anh em phun là lưu ý là chúng ta đều tay nhé, thật đều tay, nhanh tay, đều tay để nó không bị đọng lại cái thép sơn. Đấy anh em xem này, quay cái này là mai là tan luôn cái cam điện thoại luôn đấy. Cho anh em nhìn cái góc mà nó không chói rồi nhìn nó. Nhìn đâu ra đấy soi gương này. Góc bên này có vẻ ổn ổn đấy. Còn thấy ánh sáng váng vào không nhìn được. Như này đây, đấy, như này có khi còn tạm nhìn thấy nó cũng không. Đấy 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 đấy. Góc như này nhìn thấy này, góc như này nó lại không thấy hết được cái máy. À rồi. Lát ra đồng nha anh em, từ đời 8 năm rồi, từ những cái chỉ người ta làm này. Cái màu vàng này là gỗ bồng. Có nhà thì làm sừng trâu, nghĩa là cây ngâm ngoài suối, cây đen đấy. Làm tỉ mẩn đến như thế. Đấy, bóng.